sao nhìn mặt anh Bon trắng lè trắng lét vậy? Ủa trời ơi, anh giờ anh sợ ma quá, mặt anh không còn miếng máu luôn em. Bị hù quá trời. Đừng xoay ra làm sao. Xoay đi anh. Có gì đâu. Có gì á? Có cái gì? Nó kêu đừng xoay ra làm sao. Ừ. Mọi người xoay không mọi người? Anh em ơi, đang xem stream đúng không? Xem không? Xem không? Hai, bắt. Sợ quá. Không sợ à? Ủa cái gì vậy? Có thấy gì đâu? Ủa gì vậy? Hả? Wow. Ủa? Anh Bon hết sợ rồi, anh Bon hết sợ rồi. Trời, anh Bon đã chai lì cảm xúc rồi.